Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình trở lại cái bộ khung nhà sàn bê tông hôm trước mình đã quay video cho mọi người xem. Thì bây giờ khi hoàn thiện và bên trong đã giả vân gỗ xem là mình vào bên trong xem mà nó như thế nào nhé mọi người nhé. Đây là cái ngôi nhà đã hoàn thiện rồi này. Đấy. Trước hết là ta xem cái phần bên cái tầng bên dưới của ngôi nhà sàn. Đây là cái khu vực tận dụng sau này bán hàng đây. Đấy. Đây làm thêm một cái dàn ra để sau này là sẽ là cái khu bán hàng dọc sang đây hình chữ L sang cái bãi, và có đặt một cái khu nhà bếp riêng ở ở phần tầng bên dưới nhé. Đây là phần tầng trên này. Đấy, tí nữa ta sẽ lên tầng trên xem, còn đây là phần bên dưới ấy. Tạo cái không gian bếp riêng ở phần bên dưới, khu bếp lò, bếp nước rồi thì bàn. Đây là khu nhìn ra khu bên ngoài mặt tiền. Và đi qua đằng này là cái đường này là cái đường cầu thang lên bếp. Đó. Vẫn cùng một cái bộ khung nhà sàn bê tông, nhà này là một gian hai trái, nhưng mà cái cách hoàn thiện của nhà tủ nó khác nhé. Cho nên là có rất là nhiều cách hoàn thiện nó khác nhau. Có nhà thì làm không có điều kiện thì chỉ làm hết 300-400 triệu, có những cái nhà có điều kiện có thể làm từ 500 triệu, 700-800 triệu cũng có nhé. Đây, hôm trước mình cũng có quay ở cái nhà kế bên này là nhà làm cũng hết tầm 700-800 rồi. Đấy. Vẫn chưa xong đâu mọi người. Có nhiều bạn muốn hỏi mình bảo hoàn thiện hết bao tiền, nhưng mà hoàn thiện là cái cách hoàn thiện và sử dụng vật liệu của mỗi người nó khác nhau này. Vật liệu nó có vật liệu đắt và rẻ. Đó, các bạn nhìn thấy nhà sàn bê tông. Ta bắt đầu vào tham quan bên trong ngôi nhà xem nhé. Đây, khu vực này là có cái bộ vệ sinh phụ. Chất liệu gạch rất là đẹp. Đó, có nhà tắm, nhà vệ sinh chia đôi ở hai bên cửa. Và bên trong này có xây 3 phòng ngủ này. Nhà một gian hai trái. Ốc cửa này bằng gỗ nhé, lý luôn.
Và đây là không gian nhà bếp đấy mọi người. Thông là khu sáng sáng, đấy là khu ra đấy nước và cái cầu thang lên vào khu nhà tắm nhà vệ sinh ở đằng đó, đó. Đây là phần bếp và có bầu lò được. Bên cạnh đầu này cũng là một cái nhà sàn bê tông đấy, nhưng cách cách hoàn thiện rẻ tiền thì nó như thế kia. Các bạn thông cảm mình cũng không tiện hỏi nhà chủ là hoàn thiện là hết bao nhiêu tiền, thế nhưng bộ khung thì làm hết có 140 mấy triệu đấy thôi. Đấy, bộ khung nhìn rất sơ sát nhưng khi hoàn thiện và nó đẹp như thế, rất là đẹp. Nhưng theo mình đoán thường thường những cái làm được như thế này thì chắc nó cũng đạt phải trên 600 triệu. Rất công phu. Rồi, đó là những cái hình ảnh sơ lược về một ngôi nhà hoàn thiện. Từ cái bộ khung nhà sàn bê tông mà đợt trước mình cũng có quay rồi, nó rất là sơ sắc nhưng khi hoàn thiện vào rất là đẹp nhá. Rồi mọi người xem thấy hay và có ý nghĩa hãy đăng ký kênh ủng hộ mình. Bọn mình chuyên làm khung chứ vấn đề hoàn thiện này thì nhà chủ để thuê thợ khác, thế cho nên là nay mình có dịp trở lại đi qua nhà này là mình review lại cho mọi người xem tham khảo thôi. Đó. Mình nghĩ là có nhiều người rất là nghi ngờ về vấn đề về móng này rồi thì về độ kết cấu của cái nhà sàn bê tông này, thế nhưng các bạn yên tâm. Đấy, đã có 19-20 năm kinh nghiệm làm. Vâng. Nó vào đây là cái ngôi nhà cũng nhà sàn bê tông nhé mọi người nhé. Mọi người tưởng nhà gỗ không phải đâu, nhà sàn bê tông sơn giả gỗ. Và ngôi nhà này đã hoàn thiện. Bây giờ mình sẽ lên mình quay lại một chút cái phần bên trong cho mọi người xem nhé. Và mình sang tiếp cái nhà bên kế bên, là bên này là cái khu bán hàng. Đây là cái không gian bên dưới này. À, rất là rộng. Và bây giờ ta sẽ đi vào bên trong ngôi nhà xem nhé. Mọi người xem ra đây, nãy mình vừa đi quay cái không gian bên trong của ngôi nhà bên này. Cái nhà kế bên là nãy mình giới thiệu kia, bây giờ mình sẽ là đi vào bên trong xem. Cũng vẫn là cái khu rửa ráy chính ở phụ, ở cái phần đi lên ví dụ rửa chân tay rồi vệ sinh nhá. Đây, cánh cửa đi vào nhà. Này là sàn gỗ nhá. Đó, các bạn nhìn thấy đây nhà hai gian hai trái. Nhà này lại hai gian hai trái. Đó. Bên kia là một gian hai trái.
Nhà có xây 3 phòng ngủ. Đó. Hoàn thiện giờ vân gỗ rất là đẹp. Và đây là cái đi ra phần bếp nhé. Phần bếp cũng rất là gọn gàng. Cũng làm cái thang lên xuống ở đằng bếp này. Rồi, bây giờ mình xin xin tạm dừng tại đây. Xin chào mọi người nhé. Video mình xin dừng tại đây.